từ Facebook bạn Đặng Trà My đang tương tác trực tiếp trên Facebook có hỏi là bệnh chân tay miệng thì cũng ho sốt ở thời kỳ đầu. Vậy làm sao phân biệt được trong giai đoạn đầu với những cái bệnh hô hấp còn lại? Xin mời chị Thúy. Dạ. Câu hỏi này nó hơi khác ngoài chủ đề một chút nhưng mà nó cũng hay. Tức là chứng tỏ là chị cũng rất là quan tâm đến bệnh lý. Dạ. Thực ra chân tay miệng thì cũng là virus. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là thế mình lý do tại sao bệnh nhân đến viện toàn là triệu chứng hô hấp là vì thế. Bệnh sởi cũng thế, cũng khởi đầu cũng ho, hắt hơi, sổ mũi, một vài cái ban trên da. Chân tay miệng cũng thế. Thế nhưng mà nếu mà chân tay miệng ấy, đứa trẻ thường nó hơi có sốt nhẹ, hắt hơi một chút, nhưng đã đến chân tay miệng là phải nổi ban trên da, phải nổi những cái nốt ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và miệng thì lúc đấy gọi là chân tay miệng. Cho nên cái giai đoạn đầu mà khi nó chưa nổi ra ngoài da, chị không phải lo lắng gì cả. Và nhiều bố bà mẹ thì nghĩ là ta làm ngay lập tức thì nó ngăn chặn được bệnh, nhưng mà khi đã nhiễm rồi ấy, thì mình chỉ làm giảm nhẹ bệnh thôi, chứ không phải là tôi đến ngay giờ thứ hai của bệnh thì tôi sẽ ngăn chặn tiến triển của bệnh đâu ạ. Nên chị cứ yên tâm là như thế. Và cái triệu chứng hô hấp nó không làm nặng cái bệnh tay chân miệng. Dạ. Cái tay chân miệng ấy là vấn đề là nó cái tiến triển sau này nó ảnh hưởng đến tim, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Cho nên là khi anh chị thấy có cái dấu hiệu mọc cái nốt ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và đặc biệt là miệng, đứa trẻ anh chị lại không khám miệng, nhưng đứa trẻ tự dưng nó bỏ ăn, nó đau và nó nôn rất nhiều, thì rất nhiều cái hạt mọc trong miệng. Dạ. Khi có những dấu hiệu đó thì anh chị đến bệnh viện, và ở bệnh viện họ phát cho mỗi gia đình một cái tờ giấy, nó phân độ độ 1 ở nhà, độ 2A nghĩa là gì ạ? Bắt đầu đứa trẻ nó có hơi sốt lên, sốt trên 38 độ này, run nhẹ chân tay này, những cái trường hợp đấy người ta phải theo dõi sát trong 5 đến 7 ngày. Như vậy những chuyện ho sốt bình thường các chị không phải lo lắng lắm đâu, nhưng mà khi nó nổi nốt thì các chị nên đến bệnh viện. Vâng, xin cảm ơn những phân tích của cả hai chuyên gia và những cái lời khuyên hết sức hữu ích của anh chị dành cho các quý vị khán giả hôm nay.